Sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu vào học nhá. Sẵn đầu vào chiến rồi. Cái hôm nay chú Vinh sẽ hướng dẫn các cháu giải cái đề Lương Thế Vinh lần 2. Cái tiêu đề nó bị bay mất. Cả nhà thông cảm, cái tiêu đề tự nhiên nó bị bay mất chút thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu vào làm ạ. Câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ. Polymer nào sau đây được dùng để sản xuất chất dẻo ạ? Polymer nào sau đây được sử dụng để sản xuất chất dẻo ạ? Thế thì chúng ta cần lưu ý một chút ạ. Thì chúng ta có là polyhexametilen adipamid thì nó chính là ni lông 6,6 ạ. Anh này là ni lông không phải là chất dẻo ạ. Tơ. Polyacrylnitrin thì nó chính là tơ olon ạ. Tơ olon cũng là ni lông ạ. À, tơ olon không phải là chất dẻo ạ. Rất tốt ạ. Polyethylene terephthalate ạ. Polyethylene terephthalate nó chính là tơ lắp san nhá. Tơ lắp san thì nó là tơ chứ không phải là chất dẻo ạ. Vậy ở đây polymer được sử dụng để sản xuất chất dẻo nó là polyvinyl chloride. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé cả nhà nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 2. Câu số 2 ạ. Câu số 2 theo cả nhà nghĩ thì là cả nhà chọn đáp án gì ạ? Trong công nghiệp kim loại magie được điều chế bằng phương pháp nào ạ? Trong công nghiệp kim loại magie được điều chế bằng phương pháp nào ạ? Thế ta có này, trong công nghiệp này thì kim loại magie ạ thì được điều chế bằng phương pháp công nghiệp nhá, lưu ý là công nghiệp ạ. Thì thủy luyện thì không được ạ. Thủy luyện thì chỉ sử dụng để điều chế các kim loại trung bình yếu thôi ạ. Vậy bỏ thủy luyện nhá. À, nhiệt luyện thì magie tác dụng với oxy, nhiệt luyện magie vừa sinh ra nó tác dụng ngay tức với oxy vứt luôn. Đúng không ạ? Điện phân dung dịch cũng không được bởi vì là magie tác dụng với nước đúng không ạ? Vậy ở đây là gì ạ? Magie chỉ có thể điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Thì chúng mình thấy là có rất rất nhiều bạn là comment đúng đáp án đúng là đáp án C đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ và giúp thầy tát tất cả các bạn các em vào trong video này ạ. Câu số 3. Trong các ion sau, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất ạ? Trong các ion sau, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất ạ? Hãy chứng tỏ rằng mình là một học sinh học giỏi hóa khi comment đáp án này ạ. Các ion sau, ion nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Thì ion có tính oxy hóa mạnh nhất của chúng ta là nào ạ? Thằng bạc đúng không? Câu 3 đáp án đúng chúng ta phải đáp án C. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á phiêu. Câu số 4. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2? Amin bậc 2 là tất cả những cái anh amin mà nó có dạng là R1, NH và R2. Vậy thì tất cả những thằng amin bậc 2 là những thằng là gì ạ? Đây, CH3, đây CH, NH2, CH3 đây là amin bậc 1. Anh này là amin bậc 3, đúng không ạ? Anh này là amin bậc 1, nhóm NH2. Vậy amin bậc 2 là amin mà có thằng NH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok, D đúng. Câu số 5. Câu số 5 ạ. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là gì ạ? Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là gì ạ? Ta lưu ý nha, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là cả nhà cùng thử comment đáp án xem là phản ứng thủy phân, xem chúng ta còn nhớ về phần este này không ạ? Đây là phần kiến thức về este chúng ta học ở đầu năm lớp 12 ạ. Phản ứng este thủy phân trong thủy phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Và bonus thêm cho chúng ta là cái phản ứng xà phòng hóa này thì nó là phản ứng xảy ra hoàn toàn, đúng không? Câu số 6. Sắt có số xóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây ạ? Sắt có số oxy hóa dương 2 trong hợp chất nào sau đây ạ? Thế thì đề bài yêu cầu chúng ta hỏi chúng ta là thằng sắt này nó có số oxy hóa là dương 2 trong cái hợp chất nào. Thì anh này là sắt này sắt dương 3 nhá. Anh này cũng là sắt dương 3 nhá. Anh này là sắt dương 3 nhá. Vậy sắt dương 2 là FeO, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, FeO. Câu số 7 ạ. Câu số 7. Kim loại sắt tan được trong dung dịch nào sau đây? Kim loại sắt tan được trong dung dịch nào sau đây ạ? Sắt nhá, sắt thì không tác dụng được với FeCl2 nên nó không tan trong FeCl2. Sắt thì nó không tác dụng được với MgCl2 nên nó cũng không tan trong MgCl2. Sắt thì nó tan trong FeCl3 để nó tạo thành FeCl2. Vậy kim loại sắt tan được trong dung dịch FeCl3. Đáp án đúng đáp án C. Ok bạn. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Ở nhiệt độ cao AlOH 3 lần thì bị thuần phân hủy thành gì? Ở nhiệt độ cao thì AlOH 3 lần chúng ta có xu hướng bị phân hủy tạo thành Al2O3 và cộng với lại nước. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nha. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ.
Kim loại nào sau đây được dùng để chế tạo tế bào quang điện? Cái câu này nó liên quan đến cả kiến thức vật lý lớp 12 luôn. Làm được câu này là ăn cả vật lý lớp 12 luôn. Kim loại nào sau đây được dùng để chế tạo tế bào quang điện? Tế bào quang điện thì là cháo nào ạ? Cesium đúng không ạ? Cesium. Cesium còn được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện. Câu số 10. Hiện nay không khí nhiều nơi trên thế giới bị ô nhiễm kim loại X, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ở điều kiện thường, kim loại X là chất lỏng dễ bay hơi. Vậy thì là chất lỏng, một cái kim loại duy nhất là chất lỏng thì đó anh nào? Thủy ngân đúng không? Thủy ngân, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, hát thượng. Câu số 11. Trong cơ thể người, chất béo thì bị oxy hóa chậm thành. Trong cơ thể người nhá, thì chất béo chúng ta thì nó sẽ bị oxy hóa, có nghĩa nó bị đốt cháy ấy, để tạo thành gì ạ? Nước và CO2. Rất nhiều bạn bị toang câu này ạ. Trong cơ thể người, chất béo bị oxy hóa chậm thành nước và CO2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé. Câu số 12 ạ. Chất nào sau đây chỉ tồn tại trong dung dịch? Chất nào sau đây chỉ tồn tại trong dung dịch? Chỉ tồn tại trong dung dịch ạ. Chất nào sau đây chỉ tồn tại trong dung dịch? Có nghĩa là nó không tồn tại ở bên ngoài môi trường. Câu hỏi này câu hỏi khá là xoáy luôn. Câu hỏi này là câu hỏi khá xoáy. Có nghĩa là tương đương với việc là chất nào sau đây có khả năng là khó bị cô cạn lại. Đấy, thế thì cái chất mà chỉ tồn tại ở trong dung dịch thì CaCl2 thì nó có thể tồn tại dạng chất rắn đúng không? K2CO3 cũng có thể tồn tại dạng chất rắn đúng không? CaHCO3 lần thì ta chưa nhìn thấy nó tồn tại dạng chất rắn bao giờ, nhưng NaHCO3 thì tồn tại dạng chất rắn. Vậy chất chỉ tồn tại trong dịch là CaHCO3 hai lần, bởi vì nếu mà chúng ta mà đun nóng nhẹ lên, đúng chưa? Đáp án D, đun nóng nhẹ lên thì anh này sẽ ngay lập tức tạo thành CaCO3, nên rất khó có thể có cái thằng CaHCO3 hai lần tồn tại ở ngoài môi trường dung dịch nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Câu số 13. Câu số 13. NaOH không tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch? NaOH không tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch? Chúng ta lưu ý nhá, NaOH là thằng kiềm. Thằng kiềm thì hoàn toàn tác dụng với HCl3 trừ là thằng lưỡng tính. Được chưa? NaOH tác dụng với FeCl3 để tạo thành FeOH 3 lần, đúng không? Toang. Toang. Được chưa? NaOH thì tác dụng với CaHCl3 2 lần. Được chưa? Vậy ở đây NaOH không tác dụng với Na2SO4. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 14. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? Thế thì dung dịch để mà làm quỳ tím chuyển thành màu hồng ấy, thì chúng ta có này, Ala này có một nhóm NH2 và một nhóm COH không làm quỳ tím đổi màu, đúng không ạ? Glu thì có hai nhóm COH và một nhóm NH2 làm quỳ tím chuyển thành màu hồng, đúng không? Chính xác, glu. Etinamin là C2H5NH2 làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Được chưa? Lysine thì có hai nhóm NH2 và một nhóm COH thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, glu. Câu số 15. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước? Câu số 15. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước? Chúng ta lưu ý nha, natri thì tan trong nước, canxi tan trong nước, bari cũng tan trong nước. Vậy kim loại mà không phản ứng với nước thì chỉ có thể là beri. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 16. Câu số 16. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? Thế thì chỗ này lại hỏi chúng ta về phần kiến thức lớp 11 ạ. Chất điện ly mạnh là các chất ví dụ như axit, bazơ mạnh, đúng không? Muối, đúng chưa? Vậy chất điện ly mạnh ở đây chúng ta có là chỉ có thể là muối NaCl. Nó ở trong dung dịch điện ly hoàn toàn tạo thành Na cộng cộng với lại CL trừ. Câu số 17. Công thức phân tử của sacrose là? Công thức phân tử của sacrose là? Chúng ta có là công thức phân tử của sacrose là C12H22O11. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 18. Chất nào sau đây ạ? Chất nào sau đây bị oxy hóa? Chất nào sau đây bị oxy hóa khi phản ứng dung dịch HNO3 loãng dư? Chúng ta lưu ý là anh HNO3 loãng dư này nó có tính oxy hóa cực kỳ mạnh nhá. Anh HNO3 loãng dư này có tính oxy hóa cực kỳ mạnh. Thì ngay lập tức thì nó sẽ khử các cái nó sẽ oxy hóa các anh mà còn tính khử. Nhôm 3 cộng hết tính khử rồi. Magie 2 cộng hết tính khử rồi. Sắt 2 cộng còn tính khử để lên sắt 3 cộng, đúng chưa? Đây là sắt 3 cộng hết tính khử rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 19 ạ. Phân tử chất nào sau đây không có liên kết pi? Phân tử chất nào sau đây không có liên kết pi?
Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chú Vinh Mialin. Hãy share lại video này bởi đây một video free và giúp chú Vinh tag tất cả các bạn và cháu vào trong video này với ạ. Câu số 19 ạ. Phân tử chất nào sau đây không có liên kết pi ạ? Propadien. Đây, propadien đây. Propadien đây. Có liên kết pi. Propen đây. Có liên kết pi. Propin đây. Có liên kết pi. Propan đây. Không có liên kết pi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, propan nhé. Propan chúng ta thì không có liên kết pi. Câu 20 ạ. Câu 20 ạ. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là CaSO4 cộng 2 nước. Anh nào là thạch cao khan, anh nào là thạch cao nung. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 21. Cho 1,5 gram glycine. Chúng ta tìm được số mol glycine bằng 1,5 chia 75 bằng 0,02 mol. 0,02 mol. Tác dụng với 10 ml dung dịch cao hát, chúng ta tìm được số mol cao hát bằng 1,5 nhân với lại 0,01 bằng 0,015. Được chưa? Thu được dung dịch X, làm bay hơi cẩn thận X, thu được m gam chất rắn khan. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta phải hết sức lưu ý nhá. Bây giờ này, đây là glycine này, cao hát là 1,5 nhân 0,01 bằng đây 0,015. Vậy ở đây chắc chắn chúng ta sẽ tạo thành gly bỏ 1 hiro cộng 1 kali. Và bình thường thì cao hát dư, nhưng bảo bài này không phải cao hát dư mà gly là dư. Đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được bảo toàn kali ạ. 0,015 ở đây. Thì suy ra gly chúng ta còn dư là 0,02 trừ đi 0,015. 0,005. Vậy đây chính là khối lượng của chất rắn ạ. Đây chính là khối lượng của chất rắn ạ. Vậy chúng ta tìm được khối lượng chất rắn 0,015 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng với 38 cộng với 0,005 nhân 75 bằng 2,07 gram ạ. 2,07 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 2,07 gram. Câu 22. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại M ở cathode thì thu được 4,8 gram kim loại M. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại M. Thế thì muối clorua kim loại M, đây là MCl tất cả N lần. Được chưa? Thế thì ở cathode thì ta thu được M, đây là 4,8 gram. Và ở anode thì thu được Cl2 là 0,2 mol. Vậy đề bài ở đây yêu cầu chúng ta là tìm chúng ta là kim loại M là gì. Thế thì chúng ta muốn tìm kim loại M, chúng ta có một cái skill kinh điển của chúng mình. Đấy là mình lấy 4,8 chia tổng E trao đổi. Tổng E trao đổi thì một anh Cl trừ 1 biến thành anh Cl0. Vậy là 1 nhân 2 là 2E. 2 nhân với 0,2. Mình có 4,8 chia 0,4. 4,8 chia 0,4 bằng 12. 12. 12, vậy thì 12 nhân 1 thì bằng 12. Không ai kim loại nào cả. 12 nhân 2 thì bằng 24. Vậy 24 của chúng ta là magie. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 23. Nung hỗn hợp gồm 2,7 gam nhôm. Chúng ta tìm được số mol nhôm bằng 0,1 mol và 10,8 gam FeO. Số mol FeO của chúng ta bằng 10,8 chia cho 72. 0,15 mol. 0,15 mol. Thì hoàn toàn trong bình kín không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X thì cần vừa đủ V ml dung dịch H24 thu được dung dịch muối trung hòa. Vậy bây giờ mình viết phương trình đi ạ. Nó sẽ tạo thành Al2O3 cộng với lại Fe. Vậy chỗ này sẽ là cần 2 nhôm này, 3 này. Vậy hoàn toàn đây là phản ứng mà nhiệt phân vừa đủ, đúng không? 0,1 nhân 3 chia 2 bằng 0,05. Vậy cháu này phản ứng hết. Vậy anh này sẽ là bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Và cháu này sẽ là 0,15. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình có là hỗn hợp X của chúng ta. Sau phản ứng nó sẽ bao gồm là Al2O3 và Fe. Chúng ta có Al2O3 bằng 0,05, Fe bằng 0,15. Bây giờ bọn này tác dụng với H24 ạ. H2S4. Thì có phải loãng nhỉ? Thì có phải mình thu được là Al2
SO4 tất cả 3 lần cộng với Fe SO4 không ạ? Hoàn toàn mình lên đây mình bảo toàn sắt là 0,15. Bảo toàn nhôm là 0,05 nhân 2 chia 2 thì bằng 0,05. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh nhá. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh thì mình có là 0,05 nhân 3 là bằng 0,15 cộng 0,15 nữa. 0,05 nhân 3 cộng với 0,15 thì có phải bằng 0,3 không ạ? Vậy mình tìm được số mol H2O4 bằng 0,3. Đến đây mình tìm được giá trị của V là 0,3 mà chia cho 2. 0,3 mà chia cho 2 thì bằng 0,15. 0,15 vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ 150 ml nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Ok ạ, câu này rất là dễ luôn ạ. Câu 24. Câu 24. 24. Tơ ni lông 6,6. Tơ ni lông 6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng hỗn hợp nào sau đây? Ni lông 6,6 thì nó là đây axit tere và phtalic. À chắc thầy giảng hơi nhanh ạ. Ok, bây giờ thầy sẽ giảng chậm chậm lại. Axit tere và phtalic và hexametylendiamin nhá. Thế thì axit tere và phtalic và hexametylen ở đâu? Axit tere và phtalic và hexametylendiamin thì chẳng trùng ngưng lên được cái thằng tơ gì. Không ra được tơ ni lông 6,6 đâu ạ. Axit tere là không được, thằng này là thằng lắp san cơ. Axit adipic và hexametylen diamin thì nó mới trùng ngưng để tạo thành ni lông 6,6. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 25. Câu 25. Cho các phát biểu sau, cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là, số phát biểu đúng là cellulose trinitrate được dùng làm thuốc súng không khói, cái này chính xác. Oxy hóa glucose bằng hydro thì thu được sorbitol. Chúng ta lưu ý nhá. Hydro này là H cộng, là H0 cuối cùng về H cộng thì hydro thì hiện tính khử. Được chưa? Tính khử thì glucose thì hiện tính oxy hóa. Vậy không thể nói là oxy hóa glucose được mà phải nói là khử glucose. Sai. Glu và sát đều là chất rắn không màu và dễ tan trong nước. Đúng. Thủy phân sát trong môi trường kiềm thì thu được glu và phrux. Đúng tiếp. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là A, C, D. Vậy mình có 3 phát biểu đúng. Ok, chúng mình thấy là có rất nhiều cháu comment đúng luôn. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang ủng hộ chúng mình ạ. Hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ. Câu 26 nhá. Câu 26 ạ. Trong các thí nghiệm trên đời bài hỏi cái gì? Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa kim loại. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa kim loại là ngâm sắt trong dịch COS4. Ngâm sắt trong dịch COS4 thì có phải mình thu được FeSO4 cộng với lại Cu không ạ? Thì đây đúng là kim loại bị oxy hóa thật. CO. Từ từ nó bảo là gì? Sự oxy hóa kim loại có nghĩa là sự oxy hóa kim loại có nghĩa là kim loại thiện tính khử đấy. Đây, sắt dương sắt 0 về sắt dương 2 đây đúng là kim loại thiện tính khử thật. CO. Sự oxy hóa kim loại mà, đúng không? Sự oxy hóa kim loại với kim loại thiện tính khử. CO cộng với lại Fe2O3 thì tạo thành CO2 cộng Fe. Lúc này đây là ion kim loại thể hiện tính oxy hóa. Toang cháu này. Có một cháu A thôi nhá. Có một cháu A thôi nhá. Tiếp tục ạ. Một cháu A. Ý C ạ. Cho kim loại bạc vào dung dịch hắt nấu ba loãng. Vậy ở đây là bạc không sẽ biến thành bạc cộng. Được chưa? Oh sorry. Từ từ. Ở đây cái gì nhỉ? Hình như. Thủy phân sắt carozơ. Sorry cả nhà. Chúng mình đọc nhanh quá. Thủy phân saccharose trong dung dịch kiềm là không được. Thủy phân saccharose phải trong dung dịch axit cơ ạ. Đấy, toang luôn. D sai ạ. 25 chúng ta chỉ có A và C đúng thôi. Đáp án đúng là đáp án A nhá. 25 chỉ có A và C đúng thôi. Chỗ này là thủy phân trong môi trường kiềm thì không ra được đâu ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu nhé. Cảm ơn tất cả các cháu đã nhắc chúng mình. Thank you cả nhà. Đây, tiếp tục này. Ở đây là bạc thể hiện tính khử, đúng rồi. Fe4 vào H24 đặc nóng. Thì đây là sắt để dương 8/3 để lên tạo thành sắt dương 3. Chú ý là sắt dương 8/3 này là ion kim loại nhé. Sắt dương 8/3 này là ion kim loại chứ không phải là kim loại. Được chưa? Vậy thì ở đây là số thí nghiệm xảy ra sự oxy hóa kim loại là chỉ có cháu nào? C. Đúng chưa? Và cháu A. Vậy mình chỉ có hai cháu thôi ạ. Nhá. Chỉ có A và C ạ. Ok. Còn D này đây là ion kim loại chứ không phải là kim loại nhá. Câu 27. Câu 27 ạ. Lên men 66 kg. Nào.
lên men 66 kg, nước rỉ đường chứa 25% saccharose. Được chưa? Thế thì ở đây 66 kg nước rỉ đường chứa 25% saccharose. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là câu này không hay rồi. Thề luôn. Nhưng thôi chấp nhận làm thôi. 66 nhân với lại chứa 25% lại nhân 0,25. Khối lượng là bằng 16,5 g. 16,5. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của xác là bằng chia cho 342. 16,5 chia cho 342. Quy lẻ đấy, chia 342 để giữ nguyên thôi. Hiệu suất là 60%. Toàn bộ lượng ancol nitrilic đầy thu được 4 thì coi như phương trình người ta cho này. 4 lần C2H5OH, được chưa? Đề bài hỏi đây. Hiệu suất là 60%, vậy ở đây mình sẽ tìm được số mol của C2H5OH nhá, bằng 16,5 chia cho 342 thuận nhân nhân 4. Thuận nhân nhân hiệu suất nữa, nhân với 0,6 nhá. Vậy là mình tìm được số mol bằng 16,5 chia 342 nhân 4 nhân 0,6 bằng đây. Được chưa? 0,115 0,115 nhá. 0,115. Thế thì bây giờ đề bài hỏi là giá trị V gần nhất với giá trị nào? Thế ở đây mình để là 0,115 nhé. 0,1157 thì là 0,116 đi ạ. 0,116. Biết quá trình lên men chỉ xảy ra phản ứng toàn bộ lượng ancol pha thành dung dịch V lít. Đấy. Vậy đây chúng ta tìm được M của C2H5OH. M của C2H5OH nguyên chất sẽ bằng là 0,116 x 46 x 46 bằng đây 5,32. 5,32. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng, đúng chưa, chúng ta sẽ tìm được V nguyên chất sẽ bằng M nguyên chất, D bằng M trên V, vậy V bằng M trên D 0,8. Được chưa? Vậy mình được này, thằng này chia cho 0,8 thì bằng đây 6,65. 6,65. V lít rượu 40 độ. Vậy mình sẽ lấy là độ rượu. Độ rượu. Độ rượu thì lại bằng V nguyên chất chia V dung dịch nhân 100. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được V dung dịch bằng 6,65 chia cho độ rượu. Độ rượu đây bằng 0,8, đúng không ạ? Độ rượu ở đây bằng 0,8. Đó, độ rượu ở đây bằng đâu 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 40 ạ, 0,4 ạ, chia cho 0,4. Nhá. Vậy là bằng 16,64. 16,64, vậy thì đáp án gần nhất của chúng ta là 16,6. Câu này không hay. Câu này không hay một tẹo nào, tại vì chẳng ai đi lên men thằng sát cái Roger cả nhá. Không hay, nhưng mà thôi chúng ta cũng phải chữa. Câu 28 ạ. Câu 28. 28 cả nhà nghĩ xem là đáp án gì ạ? 28 ạ. 28 đáp án gì ạ? 28 đáp án gì ạ? 28. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ thu được khí hiro ở cátốt. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ thì mình thu được khí hiro ở cátốt. Cái này hoàn toàn chính xác ạ. Cho CO dư đi qua hỗn hợp gồm Al2O3 và CuO thì CO thì không bao giờ khử được Al2O3, tại vì Al2O3 là oxit đứng sau nhau nhá. Sai. Ngâm thanh kẽm trong dịch hỗn hợp gồm COS4 và H2S4 có sự xảy ra sự ăn mòn điện hóa. Kẽm vào COS4 thì kẽm cộng với lại đồng 2 cộng thì tạo thành kẽm 2 cộng cộng với đồng. Được chưa? Vậy ở đây mình có này. Kẽm sẽ bám ở bề mặt, đồng sẽ bám bề mặt ngoài thanh kẽm. Vậy ở đây mình sẽ có là hai điện cực khác nhau về mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy đúng, có ăn mòn điện hóa. D ạ. Cho dung dịch AgNO3 dư vào FeCl2 thì chắc chắn nó thu được bạc và AgCl. Đầu tiên phản ứng là bạc cộng cộng với lại Cl trừ để tạo thành AgCl. Thứ hai là bạc cộng cộng với sắt 2 cộng để tạo thành bạc, đúng chưa? Vậy D đúng. Vậy suy ra chúng ta có số phát biểu đúng ở đây là ACG. ACG chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Câu 29. Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng? 29. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phenylamin. Phenylamin có lực bazơ mạnh hơn metinamin. Sai. Metinamin thì nó còn làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. Metinamin đây ạ. CH3NH2. Nó còn làm quỷ tím chuyển màu xanh. Chứ phenylamin chính là anilin C6H5NH2. Nó còn không làm quỷ tím chuyển màu. À sai. Peptide và amino acid thì đều có tính lưỡng tính. Sai ạ. Amino acid có tính lưỡng tính là đúng. Nhưng peptide thì nó tác dụng với NaOH và tác dụng với HCl thôi. Chứ nó không thể được nói là tính lưỡng tính được. B sai.
Thủy phân ala-gly-ala trong dung dịch não hắt dư thì thu được 2 amino acid. Thủy phân ala-gly-ala trong dịch não hắt dư thì thu được 2 amino acid, có đúng không ạ? Đúng rồi, thu được 2 nhưng không phải amino acid, 2 muối ạ. 2 muối ạ. Được chưa? Vậy ở đây là C sai. Nhá. C sai. Tiếp tục ạ. Hợp chất này thì là một dipeptide, chúng ta xem nhá. Hợp chất này là một dipeptide. Đây anh này có phải dipeptide không? Không. Dipeptide là phải được cấu tạo từ hai gốc alpha amino acid. Được chưa? Dipeptide thì phải được cấu tạo từ hai gốc alpha amino acid. Vậy ở đây D cũng sai nốt. Ơ thế phenylamine có lực bao giờ mạnh hơn methionine? Sai. Peptide và amino acid đều có tính lưỡng tính. Cũng sai, amino acid có tính lưỡng tính thôi, chứ còn thằng peptide thì không. Thủy phân thằng này trong não hắt dư thuộc hai amino acid, sai, nó phải thu được hai muối của hai amino acid. Dipeptide ở sai hết. A B C D đều sai. Ôi để Lương Thiên Vinh này. A B C D đều sai. Chỗ này chúng mình có thể thông cảm với là người ta đề khả năng cao thì chắc là người ta đề nghĩ là đáp án B đúng, nhưng mà thực ra là đáp án B sai các cháu nhé. Peptide là thủy phân ở trong HCl với NaOH chứ không ai được gọi là peptide có tính lưỡng tính cả. Ok ạ. Thì chắc là cái sai này ở trong cái đề thi chuẩn quốc gia sẽ không có được. Câu số 30. Rất nhiều cháu bị nhầm nhá. D thì là một dipeptide là sai, bởi vì là peptide thì nó phải được tạo bởi từ các gốc alpha amino acid, thì cái thằng thứ hai này không phải alpha amino acid nhá. Câu số 30. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ vài giọt dung dịch NH3 vào ống nghiệm cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3 đến 5 giọt dung dịch X vào ống nghiệm trên. Đun nóng nhẹ hỗn hợp khoảng 6 đến 70 trên ánh nghiệm lớp sáng bạc, lớp bạc sáng. Vậy đây là phản ứng trắng bạc. Acid acetic CH3COOH không có trắng bạc. Alkonetilic C2H5OH không có trắng bạc. Glycerol C3H8O3 không có trắng bạc. Vậy chất X này của chúng ta là glucose, tại glucose có trắng bạc. Được chưa? Glucose có trắng bạc nhá. Vậy câu 30 chúng ta đáp án đúng, chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Được chưa? B, bỏ nhá. Câu 31. Câu này khá là hay ạ. Một loại phân lân xúc bé phát đơn. Một loại phân lân nhá. Một loại phân lân super phosphat đơn có chứa 31,31% CaH2P4 tất cả hai lần về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa phốt pho, được sản xuất trực tiếp từ quặng phốt pho vít, độ dinh dưỡng của phân lân. Thế bây giờ thế này, chúng ta cứ gọi là 100g phân lân đi ạ. 100g phân lân, được chưa? 100g phân lân thì nó sẽ chứa đây 31,31g CaH2PO4 tất cả hai lần. Được chưa? Về khối lượng. Được chưa? Được sản xuất trực tiếp từ quặng phosphorit, kệ nó, độ dinh dưỡng phân lân. Đây. Mình tìm được số mol của CaH2PO4 tất cả hai lần, 31,31 chia cho mẫu ngọc đơn 40 cộng với mẫu ngọc đơn 2 cộng với phosphor là bao nhiêu? Phosphor là 31 cộng 16 nhân 4 đóng ngọc đơn nhân 2 bằng. Đây, 0,133. 0,1338. 0,1338 thì tương ứng với lại P2O5. Ở đây có 2 phốt pho thì đây cũng có 2 phốt pho. Đây là 1 và anh này là 0,1338. Được chưa? 0,1338 thì nhân với lại 142. Đúng chưa? Thì bằng bao nhiêu ạ? 19,00 ạ. 19,00 có nghĩa là 19g, 100g phân lân thì tương ứng với lại 19g P2O5. Vậy suy ra gì ạ? Độ dinh dưỡng của phân lân thì chính bằng phần trăm khối lượng của P2O5. Phần trăm khối lượng của P2O5 thì chính bằng 19 chia cho 100 nhân 100 thì bằng 19%. Được chưa? 19%, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. 19%. Bài chúng ta để dành tí chúng ta giải sao nhá. Ba ba nhỏ rất từ từ. Nhỏ rất từ từ 125ml dung dịch hỗn hợp gồm. Ui câu này hay này. NH2CO3 là ion CO3 2 trừ. Số mol là 0,4 x 0,125. 0,4 x 0
0,4 nhân 0,125 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Và KHCO3 là HCO3 trừ là 0,6 nhân 0,125 bằng 0,075 mol. 0,075 mol. Được chưa? Nhỏ tụi này vào HCl là H cộng, số mol bằng 0,5 nhân 0,25 bằng 0,125. Bài rất hay luôn. Chúng ta đặt số mol CO3 trừ phản ứng là A mol, số mol HCO3 trừ phản ứng là B mol, thì chúng ta sẽ có hệ phương trình sau ạ? A chia B. A chia B đúng là tỷ lệ ạ. Đây là số mol phản ứng nhá. A là số mol phản ứng của CO3 trừ, B là số mol phản ứng của HCO3 trừ. A chia B thì bằng 0,05 chia cho 0,075. 0,05 chia 0,075. Tiếp tục ạ. Một thằng CO3 trừ thì ăn 2H cộng 2A. Một thằng HCO3 trừ ăn 1H cộng B thì bằng 0,125. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta giải được hệ 0,075 bằng trừ 0,05 bằng 0 bằng 2 bằng 1 bằng 0,125 bằng 0,037 và 0,053. Xem nào, để số mol 1/28 ạ. A bằng 1/28, B bằng 3/56, B bằng 3/56, 3/56. Với các bạn, bọn này khi tác dụng với HCl thì có phải là nó sẽ tạo thành CO2 không ạ? CO3 trừ tác dụng với H cộng thì cũng tạo thành CO2, và HCO3 trừ tác dụng H cộng tạo thành CO2. Vậy số mol CO2 bằng 1/28 cộng với 3/56 thì bằng 1/28, 1 chia 28 cộng 3 chia 56 bằng đây 0,089 nhân 2,4. Được chưa? Vậy ok, chúng ta sẽ tìm ra được là bằng 2 lít nhá. 2 lít. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 2 lít. 33 là đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, cả nhà hiểu bài không ạ? 34 để lại tí giải nhá. 35 nào. 35 này. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Ở đây đề bài bảo là số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là hỗn hợp gồm Cu này, F3O4 này, số mol bằng nhau tan hết trong lượng nước dư. Thằng này không tan trong nước, thằng này cũng chẳng tan trong nước, sai. Bột đồng vào lượng dư FeCl3 nhá, đồng này. Đồng mà cộng với lại sắt 3 cộng á thì tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, đúng không ạ? Thế thì ở đây phải do sắt FeCl3 dư thì có cả thằng FeCl3 nữa. Vậy phải thu được 3 muối chứ không phải 2 muối. Bỏ B. Ok. C. FeCl2 và hỗn hợp gồm CaNO4 và H2O4 loãng thì thấy có khí bay ra. Câu này rất là thú vị. FeCl2 nhá, thì đây có sắt 2 cộng mà vào CaNO4 thì lên sắt 3 cộng. Đúng chưa? Không có khí. Rất nhiều bạn chọn không có khí, chọn này là sai, là sai. Bởi vì ở đây Cl-1, Cl-1 bị oxy hóa bởi CaNO4 tạo thành Cl2, có khí bay lên. C có khí. Ý D, cho ma D tác dụng với lượng dư FeCl3. Đây này, lượng dư FeCl3 thì mình có là ma D cộng với lại sắt 3 cộng thì nó tạo thành ma D 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, đúng không ạ? Do sắt 3 cộng dư nên là ma D hết. Vậy không thu được kim loại sắt nhá. Không thu được kim loại sắt, vớt. Đốt lá sắt trong khí clo. Đốt lá sắt trong khí clo thì xảy ra sự ăn mòn điện hóa. Lưu ý này, đốt lá sắt trong khí clo thì không thể xảy ra ăn mòn điện hóa, bởi vì làm sao ạ? Có hai anh điện cực. Cái thằng này không ai anh điện cực, chỉ có một anh điện cực là điện cực sắt thôi. Vớt. Đun nóng có thể làm mềm nước có tính nước vĩnh cửu, không được. Bởi vì tính cứng vĩnh cửu nhá. Nước kính vĩnh cửu là bao gồm gì ạ? Cl trừ và SO42 trừ, không thể làm mềm được nó nhá. Đun nóng nó không có kết tủa. Được chưa? Loại F. Vậy ở đây câu 35 chúng ta hiện tại đang chỉ có một đáp án đúng là đáp án C. Vậy số phát biểu đúng của chúng ta là chỉ có mấy thôi ạ? Chỉ có một đáp án đúng, đáp án B, bỏ, chỉ có một. Câu 36 ạ. 36. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Cho vào ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 đến 3 giọt etin acetat, sau đó thêm 3 ml dung dịch H2O41m vào ống nghiệm thứ nhất. Vậy ở ống nghiệm thứ nhất thì nó sẽ xảy ra là phản ứng thủy phân. Đây chúng ta sẽ có phương trình ạ. Ống nghiệm số 1 ạ. Ống nghiệm số 1 là thủy phân trong môi trường axit CH3COOC2H5, đúng chưa? Cộng với H2O. Đây,
H cộng để tạo thành CH3COOH cộng với C2H5OH, đúng chưa? Đây thủy phân không hoàn toàn, được chưa? Bây giờ này, tiếp tục này, ở ống nghiệm số 2, ở ống nghiệm số 2 thì thêm NaOH vào, CH3COOC2H5. Ở ống nghiệm số 2 đây là thủy phân trong môi trường kiềm thì nó sẽ là phản ứng thủy phân hoàn toàn để tạo thành CH3COONa cộng với lại C2H5OH, đúng không? Ở ống nghiệm số 3 thì thêm nước cất thì chẳng hiện tượng gì xảy ra cả. Lắc đều sau đó đun cách thủy 3 ống nghiệm, làm sạch ống nghiệm ở nhiệt độ thường. Sau bước 3, chất lỏng ở cả 3 ống nghiệm được phân thành hai lớp. Chúng ta lưu ý này, sau bước 3 thì ống nghiệm 1 còn este, có axit, có ancol, có nước thì cái này là phân lớp. Sau bước 3 ở thằng thí nghiệm 2 này thì có muối, có ancol, được chưa? Hết este, hết nước thì không phân lớp, được chưa? Tiếp tục ạ, anh này thì làm sao? Chỉ có nước và este CH3COOC2H5 thì chỉ có nước và este, vậy thì nó có phân lớp. Vậy đây này, sau bước 3 chất lỏng 3 ống nghiệm đều trở thành đồng nhất, sai tiếp. Sau bước 3 chất lỏng ở 2 ống nghiệm trở thành đồng nhất và chất lỏng ở 1 ống nghiệm phân thành 2 lớp, chính xác. Đây, 1, 2 ống nghiệm, 2 ống nghiệm đồng nhất sai ạ, chỉ có 1 ống nghiệm đồng nhất thôi ạ. Chỉ có 1 ống nghiệm đồng nhất, 1 ống nghiệm trở thành đồng nhất, được chưa? Còn lại 2 ống nghiệm phân lớp. Ý dê, kết thúc bước 1, chất lỏng ở 2 ống nghiệm này kết thúc bước 1. Kết thúc bước 1 là gì ạ? Kết thúc bước 1 là lúc đầu là cho anh này vào nước, coi như phản ứng không xảy ra. Thì anh này phân lớp, anh này phân lớp, anh này phân lớp. Kết thúc bước 1 phải cả 3 chất lỏng đều phân thành lớp, chứ không phải là đồng nhất. Bỏ tiếp. E, kết thúc bước 1 chất lỏng ở cả 3 ống nghiệm đều phân thành 2 lớp. Cái này chính xác. Vậy chỉ có một mình thằng E đúng thôi. Được chưa? Chỉ có một mình thằng E đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 37 để lại tẹo giải. Đúng không? 38 cho các phát biểu sau. 38 cho các phát biểu sau. 38 cho phát biểu sau. Saccharose là nguyên liệu trong tráng gương và tráng ruột phích. Nguyên liệu trong tráng gương và tráng ruột phích không ổn, đúng không ạ? Glucose mới là nguyên liệu nhá. Isoaminacetat được dùng làm hương liệu trong thực phẩm, chính xác. Anh này được sử dụng làm dầu chuối. Cao su lưu hóa và amylopectin thì đều có cấu trúc mạng không gian. Sai ạ, chỉ có cao su lưu hóa mới có cấu trúc mạng không gian thôi. Amylopectin là cấu trúc phân nhánh. Nhỏ dung dịch iốt vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu tím. Củ khoai lang thì có tinh bột, đúng chưa? Thì nó xuất hiện màu xanh tím, chính xác. Khi làm rơi axit sulfuric đặc vào vải làm từ sợi bông thì chỗ tiếp xúc axit sẽ bị thủng, chính xác. Bởi vì axit sulfuric đặc háo nước, nó sẽ lấy nước của sợi bông. Ở điều kiện thường, alanin ở dạng ion lưỡng cực, chính xác. Alanin đây ạ, H2N CH, CH3, COOH. Nhưng ở điều kiện thường thì nó sẽ chuyển hóa thành H3N, CH, CH3, COO trừ. Được chưa? Vậy ở đây đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng là, thì có B, D, E, F, 4 phát biểu đúng. D, được chưa? 4 phát biểu đúng nhá. Ờ, xem nào. Ok, cả nhà ơi, cả nhà nhìn kỹ lại câu 36 nhá. Câu 36 đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu sai, vừa nãy chúng mình đã đi tìm số phát biểu đúng. Cảm ơn cả nhà đã phát hiện ra lỗi sai chúng mình nha. Vậy ở đây số phát biểu sai là mấy ạ? 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu sai ạ. 4 phát biểu sai. Cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú tâm theo dõi theo buổi học ngày hôm nay. Ok, cảm ơn. Nào, câu 39 nhìn khó khó để lại nhỉ. Chúng ta để lại 4 câu rồi. Câu 40 này. 40. Cho amon este đơn chức, amon este đơn chức CXHIO2 amon tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol của anh NaOH bằng 16 nhân 0,1 chia 40 bằng 0,04 mol, 0,04 mol. Tác dụng vừa đủ. Thu được 19,2 gam muối. Muối này 19,2 gam. Căng đấy ạ. Căng, căng ở điểm nào ạ? Khá là căng. Bởi vì ở đây este đơn chức thì chúng ta có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là este của ancol. Khả năng thứ hai là este của phenol.
Thế thì bài này không cho ăn cột nhá. Thế thì bài này thì chúng mình nghiêng về là ET của phenol, thề luôn. Vậy nếu là ET của phenol thì chúng ta có thể dự đoán được là số mol nước của chúng ta thì chính bằng số mol của ET của phenol là bằng A. Mặt khác, ở đây là tác dụng vừa đủ thì một thằng ET của phenol ăn hai thằng NaOH, vậy suy ra A chính bằng 0,4 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,02. Vậy này bằng 0,02. Bây giờ chúng ta đi bảo toàn, được chưa? Chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình có khối lượng của E cộng với lại 0,04 nhân 40 thì bằng 19,2 cộng với 0,02 nhân 18. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của E. 19,2 cộng 0,02 nhân 18 trừ đi 0,04 nhân 40 bằng 17,96. Ôi sao to đấy. Muối này 19,2 này cộng với lại 0,02 nhân 18 này 0,06 m gam muối, giá trị của m 0,04 nhân 40 thì anh này là 0,02, 19,2 gam muối. Thế vậy ở đây mình có bảo toàn khối lượng là 19,2 cộng 0,02 nhân 18 trừ đi 0,04 nhân 40 bằng 17,96. Ơ vậy là suy ra là không phải ET của phenol à? Suy ra không phải ET của phenol rồi. Me bằng 17,96. 17,96 suy ra loại không phải ET của phenol. Vậy suy ra nó là ET đơn chức. Đúng không ạ? Suy ra nó là ET đơn chức. Suy ra nó là ST của ancol. ST của ancol CX HI O2 cộng với 1 NaOH. Vậy chỗ này là 0,04 thì chỗ này là 0,04 tạo thành muối cộng với lại nước cộng với lại ancol, tạo thành muối cộng ancol. Thế thì khối lượng của muối ở đây đề bài cho chúng ta là 19,12. 19,2. Vậy hoàn toàn mình có thể biện luận được muối ạ. Hoàn toàn mình có thể biện luận được muối ạ. Vậy muối chúng ta sẽ có dạng số mol của muối sẽ là 0,04. Vậy mình tìm được phân tử khối của muối, muối chúng ta sẽ có dạng là RCOONa. Đúng chưa? RCOONa. Được chưa? À. Từ từ ạ. Sorry cả nhà. Ở đây là 19,2 gam dung dịch G. 19,2 gam dung dịch G. Ok, mắt thấy lé. Ôi trời ơi, đúng rồi, cứu tinh rồi. 19,2 gam dung dịch G. Vậy thì dung dịch này thì nó phải trừ đi nước. Mở dung dịch. À, mở dung dịch thì dễ hơn đúng không? Chứa mở gam muối. À đây 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 đây, đây, đây câu 40 giải này. Sorry, mắt thì lé. Dung dịch G. Este đơn chức CX HI O2 amon tác dụng vừa đủ với NaOH. Chúng ta vừa tìm được số mol NaOH bằng 0,04. 0,04 thu được muối cộng với lại nước 19,2 gam dung dịch G. Vậy 19,2 gam dung dịch G chính là bằng tổng khối lượng của dung dịch sau phản ứng. Đây chính là muối cộng nước. 19 10 muối cộng ancol chứ. Thì bằng 19,2. Ui dễ thế. Vậy ở đây mình sẽ có là bảo toàn khối lượng. Lừa đấy. Đây bài hỏi giá trị của M cơ mà. M gam muối, vậy mình có M của ST cộng với lại NaOH là 0,04 nhân 16 thì bằng 19,2. Vậy mình tìm được M của ST. 19,2 trừ 0,04 nhân 16 bằng 18,56 ạ. M của ST. M của ST bằng 18,56. Khối lượng của ST bằng 18,56. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là trường hợp là ST thì số mol do đây ST tương chức của chúng ta giả sử nó là ST của ancol thì mình sẽ có phân tử khối của ST bằng 18,56 chia cho 0,04 bằng 18,56. 18,56 chia 0,04 bằng 464. 464 thì gần như không có ST nào phân tử khối to đến như vậy. Gần như không có nhá. ST đơn chức mà phân tử khối mà to đến 464 thì gần như là không có. Đúng không ạ? Đây là mờ dung dịch mà. Mờ dung dịch ạ? Không phải đâu ạ. Vẫn bị toang đấy ạ. Đây là 19,2 là tính cả nước nhá. Thì 19,2 này phải trừ đi khối lượng nước ban đầu. Khối lượng của nước ban đầu là bao nhiêu? 90% là 16 nhân với 0,9
14,4 ạ. Lúc này mình mới tìm được MET ạ. Trừ 14,4 ạ. Vậy MET bằng 18,56. Trừ đi 14,4 bằng 4,16 nhá. Bằng 14, bằng 14, bằng 4,16. 4,16. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của ST 4,16 chia cho 0,04. À, sorry. Sao nay loạn đấy nhỉ? NaOH 0,16 ạ. Sorry cả nhà. Đang bị loạn loạn rồi. Khối lượng của ST này cộng với lại NaOH là 0,04 nhân với 40 thì bằng M muối ở đây chúng ta lưu ý này, muối ở trong này chúng ta là gồm có 19,2 gam dung dịch nhé. 19,2 gam dung dịch. 19,2 gam trừ đi khối lượng nước ban đầu. Trong này có nước nhé. Trong này có nước ban đầu là 16 nhân với lại 16 nhân với 0,9 thì bằng 14,4. Vậy là trừ đi 14,4. Lúc này đến đây mình mới tìm được khối lượng của ST. Khối lượng của ST thì bằng 19,2 trừ đi 14,4 bằng trừ đi 0,04 nhân 40 bằng 3,2. Bằng 3,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của ST bằng 3,2 chia cho A. À đây chúng ta là coi như là bằng 0,04 luôn. 0,04, 3,2 chia 0,04. 80. 80 thì có ST nào là bằng 80 không ạ? 80 có ST nào bằng 80? 3,2 chia 0,04. Được chưa? 80 thì có ST nào là 80 không ạ? Có anh nào ST bằng 80 không? Đây, xem nhá. 88 thì chúng ta có là C4H8O2. Đây là thằng này bằng 88. Được chưa? Vậy là nếu là 80 thì chúng ta sẽ thử đến thằng C4H4O2. Đúng không? C4H4O2 vẫn chưa được ạ. Bỏ hết 8 đi ạ. Vậy là không có thằng ST nào là thuộc dạng là đây phải C4H0O2. Vậy là không có. Vậy chúng ta sẽ đến một cái trường hợp số 2 là trường hợp ST của phenol nhá. Trường hợp số 2 là trường hợp ST của phenol. Trường hợp số 2 của chúng ta là trường hợp ST của phenol. Đây. Giữ ở đây thì ST của phenol, ôi một câu này rất là hay luôn. 40 này. ST của phenol thì mình sẽ có CXHI, trường hợp số 2 chúng ta anh ST đơn chức này là ST của phenol. ST của phenol thì mình sẽ có này, amon này ăn với lại hai anh NaOH vừa đủ. Số mol NaOH của chúng ta tìm được bằng 0,04. 0,04, được chưa? Thì ra được muối cộng với lại nước nhá. Ra được muối cộng nước. Thế ST của phenol vậy suy ra A của chúng ta bằng 0,02. Muối ở nước của chúng ta sẽ bằng là 0,02 bởi vì ST của phenol thì nó sẽ có là số mol chính bằng số mol của nước nhá. Thế ở đây mình có tiếp. Để bài bắt tìm M muối. Thế ở đây mình có này, 16 gam dung dịch NaOH 10% thì có phải là gồm NaOH nguyên chất. Nguyên chất là bằng vừa tìm được là 0,04 và nước không ạ? Nước ở trong này là chiếm 90% ạ. 16 nhân 0,9 bằng 14,4 gam. 14,4 gam nước. Được chưa? Vậy tới đây này, chúng ta sẽ có khối lượng này là khối lượng 19,2 gam này thì là bao gồm muối và nước thì lúc này mình phải trừ đi. Là 19,2. Trừ đi mở nước ban đầu là trừ đi 14,4. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình có khối lượng của STE. Được chưa? Cộng với lại 0,04 nhân với 40. Được chưa? Thì bằng 0,04 nhân với 40 thì bằng bao nhiêu ạ? 19,2 trừ đi 14,4 trừ đi 0,04 nhân 40 bằng 3,2. Đấy, ME bằng 3,2. Ô, vẫn bằng 3,2 ạ? Ừ, ME vẫn bằng 3,2. Vẫn bằng 3,2 gam. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được phân tử khối của E. Suy ra phân tử khối của E bằng phân tử khối của E thì bằng bao nhiêu ạ? Phân tử khối của E sẽ bằng 3,2 chia 0,02 bằng 3,2 chia 0,02. 160. 160 à? Chúng ta thử xem có phải là C8H8O2 không ạ? 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32. 136, thế không phải rồi. À mà cần gì tìm thằng này?
tìm được màu muối luôn, tìm được màu muối luôn chứ nhỉ, đúng không? À, mình có nước rồi, 19,2 trừ 14,4, đúng rồi, không cần phải tìm phân tử khối luôn. 19,2, 19,2 trừ đi 14,4, được chưa? Trung nhân 16 đâu, nhân chỗ nào 16 đâu, đây nhá, tìm được muối luôn này. 19,2 trừ đi 14,4 này, trừ tiếp 0,02 nhân 18 này, ra luôn bằng 4,44 g. Ôi giời, cần gì phải đi tìm nhá. Đây nhá, tổng khối lượng của dung dịch là 19,2 này, trừ đi khối lượng nước là 14,4 này, khối lượng nước ban đầu, khối lượng nước sau là 0,02, được chưa? Trừ đi 0,02 nhân 18, đây nhìn nhá, 19,2 trừ 14,4 trừ 0,02 nhân 18 bằng 4,44, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 14,4, 4,44, ok, 4,44 nhá. Chúng ta lưu ý rằng ở đây là 19,2 gam dung dịch G, đấy thì nó chứa màu gam muối, thế thì màu muối chúng ta sẽ bằng 4,44, ok. Tiếp nào, giải sang câu bao nhiêu ạ? Mình giải sang câu 32 nhá, ok. Chúng ta còn bao nhiêu? 32 là 1, 34 là 2, 37 là 3, 39 là 4. Ok ạ. Câu 32 ạ. Câu 32 ạ. Hỗn hợp E gồm 2 ethanol. Hỗn hợp E gồm 2 ethanol mạch khở XY. Ơ, sao đây? Hôm nay hơi ngáo nhỉ? Hôm nay thầy giảng, hôm nay kiểu làm sao hơi nóng hay sao ạ? Ok, câu 39 đáp án đúng chúng ta là 4,44 nhá. Đấy chưa, mở nước chúng ta có hai thành phần sinh ra này. Một thành phần là nước ở bên trong dịch ban đầu 16 gram, đây ban đầu. Đấy chưa? Thứ hai là gì ạ? Là nước ở trong muối sinh ra. Thế thì ở đây đề bài nó cho là mở muối này thì chúng ta lưu ý rằng là ở trong này có 19,2 này thì 19,2 này nó phải trừ đi nước ở trong dịch ban đầu và nước ở bên trong cái thằng este của phenol sinh ra. Được chưa? Thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có là lấy 19,2 này trừ đi này 14,4 là nước ở ban đầu này, xong trừ đi 0,02 nhân 18 ở nước sau nữa thì bằng 4,44. Ok. Ừ, mà muối. Cả nhà không nói nổi chỗ này à? Đấy. Đây nhá. Este mà cộng với NaOH này thì có phải bên trong NaOH này có NaOH nguyên chất, đây là dung dịch nhá. NaOH nguyên chất nhá và nước không? Chúng ta tìm được nước ban đầu này là bằng 14,44 đúng không ạ? 14,4 bằng cách lấy 16 nhân 0,9 thôi. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm ra được muối này. Cộng nước đúng không? Nước sinh ra này. Nước sinh ra này thì este này bây giờ chúng ta sẽ gọi là este này. Este là coi. Vừa nãy chúng ta giải một trường hợp là este của ancol nhé, thể loại. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ đến là trường hợp là este của phenol. Este của phenol thì có phải là số mol NaOH chúng ta tìm được bằng 0,04 không? Thì phải một thằng este của phenol thì ăn hai để áo mắt không? Thì suy ra số mol este của phenol bằng 0,02 không? Số mol este của phenol bằng 0,02 thì nó sinh ra chính bằng số mol của nước của phenol sinh ra không? Được chưa? Ok chưa? Thế đề bài cho này, 19,2 gam dung dịch sau phản ứng. Dung dịch sau phản ứng là 19,2 gam. Thì dung dịch sau phản ứng này nó bao gồm những gì ạ? Nó bao gồm muối này và bao gồm nước này. Cái nước này thì nó bao gồm hai thành phần nhá. Cái nước này thì bao gồm hai thành phần, một là cái nước ban đầu. Nước ban đầu trong dung dịch ban đầu đấy ạ, 14,4. Được chưa? Và nước sau khi phản ứng sinh ra. Đây, nước sau phản ứng sinh ra là mình vừa tìm được là 0,02 mol. Nên 18 thì chúng ta tìm mờ muối dễ thôi mà. Mờ muối dễ rồi mà, 19,2 này. 19,2 gam dung dịch gờ mà. 19,2 trừ đi 0,02 nhân 18 trừ đi 14,4. 4,44. Ok nhà, cả nhà hiểu không ạ? 4,44. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. B, bỏ. Một câu khá là hay ở câu 40. Ok. Thôi có lẽ là thầy giảng, có lẽ thầy, cả nhà có đã hiểu chưa? Đã hiểu cái câu 40 rồi chưa? Cả nhà hiểu câu 40 rồi chưa? Hiểu rồi thì chấm cái xem nào. Ok. Hiểu rồi thì chấm cái xem nào. Nóng quá. Hôm nay nóng nên là người hơi bị lag, sorry cả nhà, vậy vì hôm nay giải kiểu giải mấy câu nhân hơi bị lag, bởi vì là dạy off, hôm nay dạy off 6K liền xong về livestream cho cả nhà. Ok cả nhà hiểu chưa? Câu này câu hay đấy, câu cho 40 là câu hay nhất của cái đề này đó luôn ạ.
Câu hay nhất của đề luôn. Câu mà chúng mình cực kỳ thích luôn. Ok, chúng ta còn 4 câu nữa nhá. Thôi khả năng cao 40 câu, 4 câu nữa thì dạng nó vẫn bình thường. Mà cái câu số 40 này thì là một câu khá là hay, thì vừa giảng kỹ cho chúng ta rồi. Thì còn 4 câu còn lại thì sau này thầy quay video thì up lên cho chúng ta sau nhá. Được không ạ? Ok, đồng ý không ạ? Chúng ta nghỉ tại đây nhá. Tối mai tối thứ mấy nhỉ? Tối mai tối thứ hai chúng ta sẽ giải full một đề. Ok. À đâu, tối hôm qua giải rồi. Ừ, tối hôm qua giải rồi, tối nay lại giải. Nhau thế tối mai.